Ồn ào với Atifan chưa dứt, Hương Giang nhận thêm tin dữ khi có khả năng đối diện với án tù. Câu chuyện ồn ào giữa Hương Giang và Atifan vẫn chưa đi đến hồi kết. Những động thái cứng rắn của nàng hậu càng đẩy sự việc đi xa hơn. Dù group Atifan dừng hoạt động, nhưng những bình luận công kích Hương Giang lại xuất hiện dày đặc. Không chỉ vậy, các nhãn hàng chương trình cô tham gia cũng bị ảnh hưởng. Hương Giang vì quá áp lực đã phải tuyên bố dừng các hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới. Thế nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại. Mới đây, cộng đồng mạng lại một lần nữa truyền tay nhau thông tin Hương Giang có thể đối diện với án tù. Sự việc bắt nguồn từ bức ảnh Hương Giang đến tận nhà Atifan cùng với một người mặc sắc phục công an. Nàng hậu và đối phương làm việc, viết biên bản, trò chuyện rõ lý do. Hương Giang và Atifan đã làm hòa như chưa có chuyện gì xảy ra. Dân mạng thì nhận ra khá nhiều điểm bất thường, liên tục chất vấn nàng hậu, trả lời việc vì sao công an lại đến nhà dân vào đêm khuya. Hương Giang cho biết vì Atifan của cô có con nhỏ, không thể lên phường được. Đồng thời giọng ca anh ta bỏ em rồi cũng khẳng định mình không dàn dựng đoạn clip trên. Dẫu vậy, phía công an thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu công an phường Thảo Điền vào cuộc xác minh báo cáo nội dung sự việc. Giữa lúc đó, không hiểu lý do vì sao clip đến nhà Atifan của Hương Giang lại biến mất khỏi kênh YouTube. Kênh VTC9 dẫn lời luật sư Phan Kế Hiền thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, sự việc của Hương Giang là một công dân, Hương Giang không có quyền xuống lập biên bản tại nhà với một công dân khác. Chỉ có cơ quan thẩm quyền, người có thẩm quyền mới được đến nhà yêu cầu lập biên bản. Trong trường hợp này, chúng ta cần xác minh đồng chí công an đó là thật hay giả. Nếu xác định đồng chí đó là công an giả, Hương Giang sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể, theo Điều 339 Bộ Luật Hình sự năm 2015, hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác có thể bị phạt tù lên đến 2 năm. Đây rõ ràng là thông tin không vui chút nào với Hương Giang. Trong tình hình này, người hâm mộ vẫn chờ một câu trả lời rõ ràng, hợp lý đến từ phía nàng hậu để trường hợp xấu nhất không xảy ra. Bản tin của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi.